Sống khỏe mỗi ngày xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, trong câu chuyện của bà, của mẹ tôi, mỗi khi nhắc lại thời tuổi thơ khốn khó thì hình ảnh của ngô, khoai, sắn, những thứ lương thực gần như là nguồn sống của thời bấy giờ. Có củ khoai, củ sắn hay băm ngô trong nhà chẳng khác nào là món cao lương mỹ vị. Và trong nhịp sống hiện đại ngày nay, dù có được ăn nhiều món ngon nhưng hương vị của băm ngô vẫn khó lòng phai trong đầu tôi. Mỗi buổi chiều thu xe lạnh, đi qua những chiếc xe bán đầy ngô luộc là lại phải dừng xe để mua 2-3 cái mang về. Chưa dừng lại là loại lương thực quý, mà ngô còn được biết đến là một vị thuốc có thể chữa được nhiều bệnh. Ngô rất giàu dinh dưỡng, chứa lượng lớn chất xơ, kali và chất oxy hóa. Chúng cũng rất hữu ích trong việc ngăn ngừa dị tật bẩm sinh, ung thư ruột kết và bệnh tim mạch. Ngô tốt là thế, nhưng không phải ai cũng có thể ăn ngô và không phải ăn quá nhiều ngô là được. Dưới đây là những sai lầm khi ăn ngô có thể gây ngộ độc và mắc các bệnh lý bất cứ lúc nào mà chúng ta cần biết để tránh. Cùng theo dõi video để biết thêm những thông tin chi tiết nhé! Ngô không chỉ là lương thực mà còn là một vị thuốc có thể chữa nhiều bệnh. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều ngô có thể dẫn đến những hệ lụy về sức khỏe vô cùng nghiêm trọng. Thứ nhất, kích hoạt bệnh tự miễn. Các protein trong ngô là gluten có thể làm xáo trộn hệ thống miễn dịch của bạn. Nó có thể sẽ phá vỡ niêm mạc ruột và tạo ra các vấn đề trong hệ thống tiêu hóa khi bạn ăn quá nhiều. Đây là một trong những tác động xấu nhất của việc ăn ngô, nhất là ăn ngô sống sẽ dẫn tới việc tiêu chảy và viêm đường ruột. Thứ hai, khó tiêu hóa, tăng nặng các bệnh về đường tiêu hóa. Nghe có vẻ vô lý, thế nhưng khó tiêu hóa cũng là một trong những tác hại khi ăn quá nhiều ngô. Ngô chứa lượng lớn cellulose, tác hại khi ăn quá nhiều ngô khiến cho lượng cellulose trong ruột tăng lên, làm cho hệ tiêu hóa của bạn trở nên nặng nề và khó tiêu hơn rất nhiều. Trong ngô còn chứa lectin. Lectin là loại protein cơ thể con người không thể tiêu hóa được. Chính vì thế, ăn quá nhiều ngô khiến cho ruột bị tổn thương. Ngô chứa hàm lượng chất xơ rất cao, chính vì thế khi ăn quá nhiều ngô khiến chúng tăng gánh nặng cho dạ dày cũng như hệ tiêu hóa. Hơn thế nữa, những người xơ gan, viêm loét dạ dày, giãn tĩnh mạch thực quản có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Thứ ba, tăng tình trạng nứt da. Khi ăn quá nhiều ngô khiến bạn có nguy cơ bị nứt da tay, thậm chí là nứt da toàn thân. Trong ngô không có chứa các axit amin như lysine, tryptophan và niacin. Chính axit amin như lysine, tryptophan và niacin giúp bảo vệ da tay của bạn hiệu quả khỏi tình trạng nứt da. Khi ăn quá nhiều ngô khiến cho chất dinh dưỡng trong cơ thể bị mất cân bằng, làm cho bạn dễ bị nứt da hơn. Để hạn chế tình trạng này, bạn không nên ăn ngô hàng ngày, cũng như nên bổ sung rau xanh và hoa quả tươi cho cơ thể. Thứ tư, bệnh tiểu đường. Trong ngô chứa lượng lớn carbon hydrate. Carbon hydrate khiến lượng đường trong máu tăng cao. Chính vì thế, bệnh nhân bị bệnh tiểu đường nên hạn chế thực phẩm này. Thứ năm, ngô có thể gây dị ứng. Ngô có thể gây dị ứng ở một số người. Những người bị dị ứng ngô thường có biểu hiện phát ban, nôn mửa, hen, sốc phản vệ. Chính vì thế, những người thường xuyên bị dị ứng hay có cơ địa dị ứng nên hạn chế thực phẩm này. Thứ sáu, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa của người già và trẻ nhỏ. Chức năng tiêu hóa của người già và trẻ nhỏ không tốt. Chính vì thế, khi cho nhóm đối tượng này ăn quá nhiều ngô, có thể tạo áp lực cho đường tiêu hóa vì chứa lượng lớn chất xơ. Nhóm đối tượng này ăn nhiều ngô còn có nguy cơ bị tắc ruột. Với những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp giúp các bạn hiểu hơn về tác hại khi ăn quá nhiều ngô, để biết cách ăn ngô sao cho đảm bảo sức khỏe. Thứ bảy, tăng nguy cơ gây bệnh mãn tính. Tác hại khi ăn quá nhiều ngô làm tăng nguy cơ gây bệnh mãn tính. Vì trong ngô có chứa rất ít axit béo có lợi cho cơ thể như omega 3, omega 6, tỷ lệ đẹp nhất của hai loại axit béo này là 1:1. Trong khi đó, ngô lại cung cấp theo tỷ lệ 1:25. Tỷ lệ này có nguy cơ làm tăng nặng các chứng bệnh mãn tính. Thứ 8, gây đầy hơi khó tiêu, thậm chí viêm ruột. Ngô chứa lượng lớn tinh bột, khi ăn quá nhiều sẽ sản sinh ra nhiều khí trong ruột và bạn luôn có cảm giác đầy hơi. Ngoài ra, cơ thể con người không thể tiêu hóa hết ngô vì chúng chứa cellulose. Hệ thống tiêu hóa không thể làm triệt để vì thiếu các enzyme để làm được việc này. Ngô cung cấp lượng chất xơ nhất định cho cơ thể, giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Nhưng khi ăn quá nhiều, lượng chất xơ này sẽ gây hại cho dạ dày. Lectin là một loại protein mà cơ thể chúng ta không thể tiêu hóa. Trong ngô lại chứa rất nhiều loại lectin này. Lectin phải được chia nhỏ thành các axit amin mới dễ dàng hơn trong việc tiêu hóa chúng. Nhưng cơ thể chúng ta không thể phá vỡ loại protein này và điều này sẽ gây kích ứng ruột dẫn đến viêm ruột. Thứ 9. Những đối tượng không nên ăn ngô.
người mắc bệnh đường tiêu hóa. Đối tượng này khi ăn quá nhiều chất xơ sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày. Ngô cũng là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, do đó tốt nhất nên kiêng khi bạn đang mắc bệnh đường tiêu hóa. Những người bị xơ gan, viêm loét dạ dày, giãn tĩnh mạch thực quản, khi ăn ngô có thể bị giãn nứt tĩnh mạch, chảy máu dạ dày. Nguyên nhân là do ngô là lương thực thô, rất nhạy cảm với đối tượng người bị bệnh liên quan đến tiêu hóa nói chung. Bệnh nhân viêm đại tràng. Ngô là thực phẩm khó tiêu hóa, khi ăn vào có thể gây tổn thương hơn nữa cho các vết loét đại tràng. Ngô cũng rất giàu cellulose. Khi người viêm đại tràng ăn ngô sẽ khiến thành ruột bị cọ sát. Do đó tốt nhất bệnh nhân viêm đại tràng không nên ăn loại thực phẩm này để bệnh nhanh chóng phục hồi. Bệnh nhân tiểu đường. Ngô chứa hàm lượng tinh bột cao, carbon hydrate trong ngô có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu. Do đó không tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Nói như vậy không có nghĩa là bệnh nhân tiểu đường bị cấm ăn ngô mà nên hạn chế. Nếu ăn thì bạn cần kết hợp với thực phẩm chứa protein hoặc chất béo. Vậy chúng ta nên ăn ngô như thế nào? Ăn bao nhiêu ngô là đủ? Là thắc mắc chung của rất nhiều người phải không nào? Đối với ngô, khẩu phần cho một người lớn khỏe mạnh ăn mỗi ngày là nửa cốc, tương đương với một bắp ngô bình thường. Quy ra riêng hạt ngô là khoảng một lạng. Đối với những người đang có bệnh hoặc gặp bất cứ phản ứng phụ nào sau khi ăn ngô, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi định sử dụng món ngũ cốc này thường xuyên. Hạt ngô được xếp vào nhóm ngũ cốc thuộc họ có nguồn gốc từ châu Mỹ và là một trong những loại lương thực phân bố khắp nơi trên thế giới. Ngô không chỉ chứa tinh bột mà chúng còn giàu chất xơ, khoáng chất, vitamin và các vi chất dinh dưỡng khác. Ngô vàng là loại ngô được sử dụng phổ biến nhất và ngô trắng có cùng giá trị dinh dưỡng. Vậy nếu chúng ta ăn ngô đúng cách, điều gì sẽ xảy ra đây? Sức khỏe chúng ta có những thay đổi như thế nào? Hãy cùng theo dõi qua phần tiếp theo của video nhé! Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi bắp ngô luộc nặng khoảng 164g và chứa 177 calo, trong đó phần lõi bắp nặng khoảng 103g, trong đó nước chiếm 114g tổng trọng lượng. Đồng thời một hạt ngô có chứa khoảng 2g chất béo, 41g carbon hydrate, 5g chất xơ và 5g protein và các chất béo không bão hòa như axit béo omega 3, omega 6. Nhờ vậy ngô luộc rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể và mang đến rất nhiều điều có lợi cho cơ thể, có thể kể đến như sau. Thứ nhất, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngô có chứa nhiều chất xơ không tan và hòa tan. Các chất xơ hòa tan khi liên kết với cholesterol trong mật đã được bài tiết ra từ gan sẽ lan truyền khắp cơ thể, giúp hấp thụ cholesterol có hại. Từ đó giúp tăng cường lưu thông máu, tránh cholesterol có trong máu và bảo vệ tim mạch hiệu quả. Một bắp ngô mỗi ngày sẽ cung cấp cho cơ thể 19% lượng vitamin B cần thiết. Lượng vitamin B trong ngô cũng giúp làm giảm hormone cystein, từ đó giúp làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ do hormone cystein cao sẽ phá hủy các mao mạch. Thứ hai, làm sáng mắt. Ngô có chứa flavonoid có tác dụng nhất định đối với điểm vàng võng mạc. Vậy nên ăn ngô có tác dụng bảo vệ mắt, phòng tránh thoái hóa điểm vàng, làm sáng mắt và tăng cường thị lực. Ngoài ra, selen có thể điều tiết tuyến giáp, ngăn chặn sự xuất hiện của đục thủy tinh thể. Thứ ba, làm đẹp giảm cân. Do vitamin E trong mầm ngô có thể thúc đẩy sự phân chia tế bào, ngăn ngừa nếp nhăn trên da, nên ngô còn có công dụng làm đẹp da. Thể tích hạt ngô sau khi nổ thành bỏng ngô thường rất lớn, sau khi ăn có thể loại bỏ cảm giác đói. Điều này rất có lợi cho người muốn giảm cân. Thứ tư, giảm tình trạng thiếu máu ở con người. Trong ngô ngọt có chứa nhiều chất sắt giúp cho cơ thể chúng ta ngăn chặn được bệnh thiếu máu. Ngoài ra còn làm tăng mức độ hemoglobin ở mức bình thường trong cơ thể. Acid folic có mặt trong ngô ngọt cũng sẽ góp phần ngăn bệnh thiếu máu hiệu quả. Thứ năm, điều tiết nội tiết tố. Ngô rất giàu vitamin E, có thể tăng sự bài tiết nội tiết tố thông qua tuyến sinh dục. Nhờ đó có thể điều tiết sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Một khi ổn định vấn đề nội tiết tố thì bạn có thể yên tâm hơn về khả năng tình dục, phòng ngừa sảy thai nhờ ăn ngô. Thứ sáu, giảm viêm. Viêm là cách cơ thể bạn đối phó với các mối đe dọa như mầm bệnh, gốc tự do, kim loại nặng, chất trung gian độc hại, quá liều, thiếu hụt, kích thích bên ngoài và bất kỳ căng thẳng sinh lý bất lợi nào khác. Các protein và chất phytochemical có trong ngô có tác dụng bảo vệ cho cơ thể bạn khỏi các tác nhân gây viêm. Các flavonoid như quercetin, nitrogenin và lutein cùng với anthocyanin cũng ức chế sự kích hoạt của một số gen
gây viêm và cơ chế tế bào. Theo lý thuyết này, chế độ ăn dầu ngô có thể làm giảm táo bón, hen suyễn, viêm khớp, bệnh ruột kích thích và viêm da. Thứ 7, phòng ngừa bệnh ung thư. Hạt ngô có chứa rất nhiều beta-cryptoxanthin, có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ung thư phổi hiệu quả. Một nghiên cứu ở 63.000 người trưởng thành tại Trung Quốc cho thấy, những người có chế độ ăn nhiều beta-cryptoxanthin giảm được 27% nguy cơ ung thư phổi. Một nghiên cứu khác ở 35.000 người tham gia cho biết, những người ăn thực phẩm nguyên hạt như ngô giảm được đáng kể nguy cơ ung thư vú do trong bắp ngô có chứa hàm lượng chất xơ cao cũng như chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị ung thư. Thứ 8, tốt và bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai. Bác sĩ thường khuyên phụ nữ mang thai tăng cường bổ sung chất folate nếu cơ thể bị thiếu. Folate là chất giúp ngăn chặn nguy cơ sảy thai và thai nhi bị khuyết tật. Trong khi đó, bắp lại rất giàu folate. Nếu bạn thường xuyên ăn ngô, sẽ không cần phải bổ sung các viên folate. Nó sẽ giúp cơ thể thai nhi tổng hợp tế bào mới và khỏe mạnh. Thứ 9, tăng hàm lượng sắt. Thiếu máu do thiếu sắt trong cơ thể bạn là sự sụt giảm nồng độ hemoglobin. Trẻ thiếu máu có sự phát triển chậm chạp, chậm phát triển nhận thức và hệ thống miễn dịch yếu. Sắt đóng một vai trò quan trọng trong việc vận chuyển oxy và dinh dưỡng. Trong ngô chứa một hàm lượng sắt rất dồi dào, thêm ngô vào chế độ ăn với một hàm lượng thích hợp có thể giải quyết các vấn đề về thiếu máu, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ. Chất sắt cũng rất cần thiết cho sức khỏe của mắt, tóc và da. Ngô là một trong những loại lương thực phổ biến ở Việt Nam, được nhiều người yêu thích và sử dụng hàng ngày. Ngô có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon cho gia đình thưởng thức. Tuy nhiên, không phải ai cũng đều có thể ăn ngô và không phải cứ ăn nhiều ngô đã là tốt cho sức khỏe. Do vậy, dù có yêu thích đến mấy, chúng ta cũng cần chú ý đến lượng ngô cũng như những tác dụng phụ khi ăn ngô, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Mỗi Ngày.